Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Ấn Quang Đại Sư giám định, cư sĩ Viên Tịch kết tập, Việt dịch Biểu Quang Tự, đệ tử Như Hòa, theo bản in của Phật Quang Việt, thành phố Bản Kiều, Đài Loan, tháng 2 năm 1982. Lời tựa: pháp môn tịnh độ lý cực cao sâu, sự cực giản dị, do vậy người thiền từ thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu ngu phụ chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương tam thế, hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh, thành thị thành trung. Họ thấy kẻ ngu phụ tu được pháp này bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật vẫn phải dùng 10 đại nguyện vương, hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Miệt thị pháp môn tịnh độ chẳng chịu tu là có những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quỳ tổng cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây? Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như tự lực, Phật lực, đại tiểu khó dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sanh ư? Ấn Quang tôi, từ lúc búi tóc đọc sách, nhiễm ngay phải cái độc bài Phật của Hàn Âu Trình Chu. May là không có được cái tài như Hàn Âu Trình Chu. Nếu như có được chút tài như họ, ắt sẽ tự mình lầm, khiến người lầm. Thân còn sống mà đã hãm trong địa ngục A Tỳ mất rồi. Từ năm 14-15 tuổi về sau, bệnh nặng nhiều năm. Từ đấy chiêm nghiệm khắp xưa nay, xem kỹ kinh sách, mới hay những thuyết do Hàn Âu Trình Chu lập đó đều là những tri kiến quần quanh ngoài cửa ngõ, tuyệt chẳng đạt đến những sự huyền áo trong nhà. Nhược quan được một năm, tôi liền xuất gia làm tăng chuyên tu tịnh nghiệp, thề chọn một đời này làm một kẻ tự tu, chẳng lập môn đình rộng thâu đồ chúng, đến nỗi con cháu đời sau làm Phật pháp bại hoại, kéo cả Ấn Quang tôi vào trong địa ngục A Tỳ chịu khổ với chúng. Đến năm Quang Tự 19, Quý Tỵ 1893, Hòa Thượng Hóa Văn chùa Pháp Vũ ở Phổ Đà Sơn lên kinh đô thỉnh Đại Tạng Kinh, nhờ tôi coi sóc việc ấn loát. Xong việc, Hòa Thượng mời tôi cùng về núi, biết tôi chẳng thích tham gia tăng sự, ngài cho tôi ở riêng một liêu tùy ý tu trì. Đến nay đã hơn 35 năm rồi, ở núi lâu ngày có việc phải dùng đến bút mực viết lách, tuyệt chẳng dùng đến tên gọi Ấn Quang. Ngay cả những văn tự cần phải ký tên cũng chỉ tùy tiện viết hai chữ là xong. Vì thế trong 20 năm qua không có người khách nào đến thăm, cũng không có thư từ qua lại làm phiền. Năm đầu dân quốc 1911, cư sĩ Cao Hạc Niên đem mấy thiên văn cảo đăng trên Phật học tùng báo, chẳng dám dùng tên Ấn Quang mà dùng tên Ấn Quang thường tự xưng là Thường Tàm Quý Tăng, vì thế ký tên là Thường Tàm. Cư sĩ Từ Uất Như và Châu Mạnh Do tưởng lầm là Kiến Thường, nghe nói lầm như vậy cả 3-4 năm chẳng hề biết. Sau Mạnh Do lên núi bái yết xin quy y, đem mấy thiên bản cảo tệ hại gửi cho Uất Như đưa in ở kinh đô, đặt tên là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, khiến cho văn tôi gai mắt khắp mọi người cao nhã nên càng thêm hổ thẹn. Năm dân quốc thứ 7, thứ 8, 1918, 1919, họ lại lôi ra thêm mấy thiền nữa soạn thành sách tục biên, in chung với cuốn sơ biên. Năm dân quốc thứ 9, giao cho Thượng Hải Thương vụ ấn thư quán sắp chữ, thành hai cuốn để làm bản lưu. Mùa xuân năm dân quốc thứ 10, sách in xong, Quang tôi lại qua Dương Châu, đem bản sắp chữ năm dân quốc thứ 9 khắc thành một bản chia làm 4 cuốn. Năm dân quốc thứ 11 lại giao cho Thương vụ ấn thư quán in thành 4 cuốn. Khi ấy các cư sĩ chỉ yêu cầu in 2 vạn bộ, nhưng đến khi Thương vụ ấn thư quán in xong gửi giao bán, số ấy vẫn chẳng đủ. Mùa đông năm dân quốc thứ 14, 1925, lại giao cho Trung Hoa thư cục in bản tăng quảng, bản mở rộng, do thêm vào những bài mới, cũng chia thành 4 cuốn, dài hơn lần in trước 100 tờ. Mùa hạ năm nay in sách do phong trào công nhân đấu tranh, giá in rất cao, chỉ in được 2.000 bản. Bản gốc đã đem đánh máy ra thành 4 bản sao, thì nhà in giữ lại 2 bản, trả về cho Quang 2 bản.
Tôi bèn giao cho Hàng Châu Chiết Giang ấn loát công ty, in trước 1 vạn bản, sau đó sẽ in tiếp. Một nhân duyên tình cờ nữa là cư sĩ Viện Tịnh Lý Vinh Tường trong mấy năm qua chuyên tâm học Phật, đối với luận khởi tín, kinh Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác đều viết sớ giải, quang bảo người thanh niên nên thiết thực dụng công niệm Phật trước đã, đến khi nghiệp tiêu trí dạng, chứng tận phước dày rồi sẽ lại phát huy, tự có thể diễn mình Phật ý chuyển khắp vũ trụ. Khi ấy ông Lý chẳng chịu là đúng, sau vì dụng tâm quá độ, tinh thần thân thể mỗi ngày một suy, mới hay lời tôi nói chẳng sai. Ông bèn đọc kỹ văn sao, hoàn hỷ khôn xiết, nên trích lục những nghĩa trọng yếu chia thành từng môn từng loại soạn thành một cuốn, tính dùng giấy in báo in 1.000 cuốn. Để đáp ứng nhu cầu cần đọc ngay của độc giả, tháng 5, ông đến thưa chuyện cùng Quang, rồi cùng vợ thọ quy y. Tháng 8 sách in ra, chẳng lâu sau sách được thỉnh hết, thư yêu cầu nườm nượp gửi tới. Tôi bèn bảo giám ngục Tào Hà Kinh sắp đặt việc in sách. Cư sĩ Trần Đình Châu xin đảm nhiệm việc trình bày cũng như chịu phí tổn đánh máy 4 bản sao. Ông lại chịu tiền in 2.000 bản, một lúc bỏ ra gần 2 vạn. Với xuất xứ của mỗi câu trong bản này thuộc quyền nào trang nào, ông Lý đều ghi kỹ để người đọc có thể đối chiếu với quyển văn sao. Do chỉ chép lấy những nghĩa trọng yếu trong các bài văn xếp vào một loại, nên trong mỗi thể loại ý nghĩa từ đoạn trích khá giống nhau, nhưng tôi chẳng lược bớt đi, ngõ hầu người đọc được khuyên đi khuyên lại nhiều lần sẽ đoạn ngay được lòng nghi, phát sanh lòng tin. Xuất xứ từ quyển nào, trang số mấy đều dựa theo cách đánh số trong bản Tăng Quảng Văn Sao, để làm bản lưu thông vĩnh viễn, sau này không phải in lại nữa. Lại vì văn sao ý nhiều nghĩa lắm, có lẽ kẻ sơ cơ khó lòng phân biệt, hiểu rõ dễ dàng được, nên tôi thuận theo cơ nghi, muốn cho họ trước hết thấy được những điều trọng yếu của pháp môn, từ đấy sẽ thiết thực tấn tu, tự đạt đến chỗ cùng cực, khỏi phải đến nỗi nhìn biển than dài, hoặc đến nỗi lui sụt. Nhân đây chép cả mục lục cuốn Văn Sao Tuyển Độc Biên vào sau mục lục cuốn Gia Ngôn Lục, để người chưa từng nghiên cứu Phật học dễ theo dõi. Tôi trình bày duyên do như thế để mong người đọc đều biết rõ. Nguyện người thấy người nghe đừng cho lời tôi nói là tầm thường quê mùa rồi bỏ qua, chỉ toàn cầu lấy điều cao thâm huyền diệu. Đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu đễ mà thôi, đạo của Như Lai chỉ là giới định huệ, thực hành được việc tầm thường quê mùa, hành đến cùng cực thì lý cao thâm huyền diệu há còn phải cầu nơi nào khác nữa ư? Nếu không thì chỉ cao thâm huyền diệu nơi đầu môi chót lưỡi, khi sanh tử xảy đến chẳng dùng được mảy may, xin độc giả hãy lưu tâm. Mồng 8 tháng Chạp năm Đinh Mão, dân quốc 16, 1927, Cổ Tân Thường Tàm Quý Tăng Thích Ấn Quang Cẩn Soạn. Già có nghĩa là tốt, lành, đáng khét ngợi. Gia ngôn là lời nói tốt đẹp, tận thiện. Như vậy Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục nghĩa là cuốn sách tập hợp những pháp ngữ tận thiện, tận mỹ của Đại Sư Ấn Quang. Nhược quan là 20 tuổi. Thời cổ con trai đến 20 tuổi làm lễ đội mũ nhược quan, công nhận là một người trưởng thành. Theo Ấn Quang Niên Phổ, Đại Sư trốn nhà đi xuất gia năm 21 tuổi, vào năm Quang Tự thứ 7, Tân Tỵ 1881, tại chùa Nam Ngũ Đài Liên Hoa Động Tự ở núi Trung Nam, thờ Hòa Thượng Đạo Thuần làm thầy. Duyên khởi tái bản cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Cổ Đức nói pháp chẳng thể phát khởi một mình, mà cần phải có nhân duyên. Rõ ràng là người có thể hoằng đạo, chứ đạo chẳng thể hoằng người. Pháp chẳng tự hoằng, đạo chẳng thể tự sát thương, toàn là phải nhờ vào con người hoằng dương vận dụng. Nay muốn in hơn 1.000 cuốn ắt cũng phải có nhân duyên. Vì thế tôi nay chia ra 3 điều duyên khởi để thuật rõ gốc ngọn, ngõ hầu độc giả biết được một đôi điều sanh ý tưởng khó gặp gỡ, sanh tâm khánh hạnh. Do văn từ tu khởi tín nguyện hạnh, nhập niệm Phật tam muội, ai nấy cũng thấy Di Đà, người người chứng địa vị bất thoái. Đấy chính là điều tôi thắp hương cầu khẩn vậy. Thứ nhất là thực hiện nguyện cũ, nhớ lúc năm dân quốc năm 7, 1968. Tôi đến học tại Trung Quốc Phật giáo Nghiên cứu Viện, có dịp đọc được trong thư viện cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, chẳng ngăn nổi vỗ tay dậm chân hớn hở vô lượng, nhận thấy đây là một tác phẩm ngàn đời khó thấy, ngàn kiếp khó gặp, chẳng gieo trồng cội đức dễ đâu được gặp, mà nay được gặp gỡ.
Tôi bèn hạ quyết tâm đọc một mạch không dưới mấy mươi lần, ngộ được chẳng ít Phật lý. Trong tác phẩm này có rất nhiều đạo lý tôi chưa từng bao giờ biết đến và có cảm giác phải nghiền ngẫm phi thường. Tôi nhận ra hết thảy những Phật pháp được nhắc đến trong văn sao đều là những cuộc báu có sẵn trong nhà mình, chẳng đến từ bên ngoài, khác nào đếm của gia bảo với tay liền được. Nhân đó tôi đọc đi đọc lại những kinh điển luận tạng được nhắc đến trong văn sao như ba kinh Tịnh Độ, Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Long Thư Tịnh Độ Văn, Tây Quy Trực Chỉ, Liên Tông Bảo Giám, Niệm Phật Luận, Tịnh Nghiệp Chỉ Nam, vân vân. Trong mỗi một cuốn ấy, câu câu đều là lời vàng, chữ chữ đều quy tông. Tu theo đó thì đều do hữu niệm chứng nhập vô niệm, chuyển nhiễm niệm thành tịnh niệm, tự chứng tối thượng thừa, tâm này là Phật, tâm này là Phật. Trong cuốn Ra Nguồn Lục, Đại sư Ấn Quang đã giải bày trọn vẹn nghĩa sai biệt giữa tự lực và Phật lực, giới hạn của Thiền Tông và Tịnh Tông, phân tích rõ ràng khiến kẻ sơ học, đoạn nghi sanh tín, biết nên lấy bỏ những gì càng vào càng sâu. Tu theo đó, ngàn người tu, ngàn người được vãng sanh, vạn người tu, vạn người vãng sanh. Nhất là chữ tử chết, do đích thần Đại sư Ấn Quang viết chính là diệu dược vô thượng để tiêu phiền não, trừ khử vọng niệm. Mọi loài chúng sanh dựa vào chữ tử ấy, nghĩ đến địa ngục phát tâm bồ đề, dùng tín nguyện sâu xa chỉ danh hiệu Phật, lâm chung gặp Phật, vãng sanh Tây Phương chẳng biết là bao nhiêu. Bởi thế ngay khi ấy tôi liền phát nguyện rằng, trong tương lai ngày nào đó khi có nhân duyên diễn giảng Phật pháp cho đại chúng, tôi nguyện sẽ để sướng ấn loát và giảng giải cuốn Ra Ngôn Lục, hòng đại chúng hiểu rõ yếu nghĩa tâm này là Phật, tâm này là Phật, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ mới thôi. Đây chính là nhân duyên thứ nhất vậy. Thứ hai là kinh nghiệm niệm Phật. Kể từ khi đọc được văn sao Ra Ngôn Lục rồi, tôi thường đọc đi đọc lại cơ hồ gần chán nhưng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa. Tiếp đó, đọc hai cuốn văn sao thượng hạ, những chỗ chưa hiểu lại đem thỉnh vấn lão sư, tư duy thọ trì đôi ba lượt như thế, đem những chữ từ do đại sư viết dán đầy cả phòng, giờ giờ tự kinh hãi khắc khắc tự răn nhắc mình. Lúc ấy tôi mới 17 tuổi, suốt ngày chấp chỉ danh hiệu, có thể nói là Phật chẳng lìa tâm, tâm chẳng rời Phật. Suốt ngày hiếm mở miệng nói năng một đôi câu, nếu ai hỏi đến cũng chỉ dùng tay ra hiệu mà thôi. Có lúc thậm chí cả 2-3 ngày tôi chẳng mở miệng nói câu nào. Bởi thế những người thường gặp mặt tôi bèn bị bán đồ bệnh thần kinh, đồ ma dựa. Tôi nghe riết thành quen chẳng lưu tâm đến nữa, cho rằng đấy là một đại nhân duyên để tiêu diệt tội nghiệp đời trước của mình, khiến cho mình càng thêm dũng mãnh tinh tấn chẳng lười nhác. Dụng công như thế, mãi đến khi tôi tốt nghiệp ở nghiên cứu viện vào năm dân quốc năm 1970. Lúc ấy tôi vừa 19 tuổi, thân thể yếu đuối lắm bệnh, nhưng luôn nhớ kỹ lời đại sư khai thị cho hành giả trong văn sao. Người niệm Phật chẳng sợ sanh bệnh, chỉ sợ chẳng thể thấy Phật, niệm Phật. Khi thân thể trở bệnh, thường nghĩ đến cái chết, vạn duyên buông xuống, nhất tâm niệm Phật. Như thế thì nếu tuổi thọ chưa hết sẽ chóng lành bệnh, nếu hết tuổi thọ sẽ mau được vãng sanh. Là do tâm hợp với Phật, tâm hợp với đạo vậy. Do đấy tôi lập công khóa nhất định, trong vòng một ngày Phật sự phải làm là lễ bái 48 nguyện, chỉ tụng 108 biến thần chú đại bi, niệm Phật hiệu vô số. Dụng công như thế suốt một năm, chẳng những thân thể không khỏe hơn, lại càng thêm hư nhược. Lúc ấy tôi đang ở chùa Thập Phổ, đường Nam Sương tại Đài Bắc. Khéo sao có một vị pháp sư tên là Tánh Quán bị ung thư gan đến thời kỳ thứ 3, phải đưa vào bệnh viện. Ít lâu sau bác sĩ bảo không còn cách nào chữa được, đưa sang thiền đường chùa Lâm Tế chờ chết. Mấy ngày sau, sư thượng thổ hạ tạng, ói ra toàn là máu, được ít lâu thì chết. Khi đó tôi mới chỉ 20 tuổi, thân thể hư nhược đến cùng cực, thân như cây khô, tinh thần yếu đuối. Người trong chùa thấy tình cảnh ấy, không ít người bảo tôi, tôi xem thầy chẳng mấy chốc cũng giống như pháp sư Tánh Quán, nhất định phải chết thôi. Hoặc bảo, tôi xem thầy chẳng sống được bao lâu nữa. Lúc ấy đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Vừa phát tâm dụng công thì ma chướng càng nhiều. Nghe toàn những lời nói như vậy, vạn phần hoảng sợ, chẳng sao diễn tả nổi. Sau cùng bất đắc dĩ chẳng biết làm sao, suốt ngày chỉ nghe băng sướng niệm thánh hiệu A-di-đà Phật của pháp sư Sám Vân mà niệm theo. Nhất tâm đại Phật tiếp dẫn vãng sanh. Suốt một năm như thế, chẳng những chưa vãng sanh mà tình cờ sao trong một lần đang niệm Phật, niệm đến mức tâm không cảnh vắng, tâm tịnh Phật hiện,
Đích thân thể hội mùi vị, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Từ đó thân thể của tôi ngày càng khác kiện, máy cassette tặng cho người khác, đem hết thảy tiền bạc mình dành dụm hoặc đồ cúng dường của tín đồ, mỗi mỗi đều dùng làm phương tiện, huyền người khác niệm Phật, phòng theo cách của Liên Tông Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư và Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư. Xin tiền đem cho trẻ dụ chúng niệm Phật, hoặc mua tự điển bút chỉ tặng cho trường tiểu học, hoặc mua bút máy dùng nhật ký tặng cho học trò bậc cao trung trở lên, trước hết dạy chúng lễ Phật niệm Phật, rồi mới tặng cho chúng thứ này thứ nọ. Trong vòng khoảng một cây số không có kẻ trò, có trẻ nhỏ nào chưa từng nhận lãnh sự giáo hóa bố thí của tôi, ai nấy thấy tôi đều kêu lên tiểu sư phụ A Di Đà Phật. Sau hơn một năm như thế, lớn nhỏ đều biết niệm Phật. Một hôm tôi nhận được công văn kêu đi nhập ngũ. Ngày trình diện là mùng 1 tháng 5 năm Dân Quốc 63, 1974. Trong lòng thầm nghĩ, lần này đi quân dịch, chuyện danh tử khó lòng đảm bảo, vạn nhất chết trận thì biết làm sao, chẳng bằng lúc còn sống phải dự bị ổn thỏa mới nên. Nhân đó, bèn đem bộ Tịnh Độ Tùng Thư 20 quyển mới mua chưa lâu, lúc ấy còn đang trong thời kỳ ấn hành, chưa in xong toàn bộ, tặng cho truyền đạo học trường. Đem các tự điển Từ Hải và Khang Hy tặng cho Pháp Sư Minh Quảng. Cố lão sư có tặng cho tôi một bản Thánh Giáo Tự của Vương Hy Chi, mang từ Đại Lục qua, thật là của báu vô giá. Tôi cũng tặng đơn cho bạn đồng học là Ngộ Khiết. Áo Hải Thanh và Ikasa tặng đơn cho bạn đồng học là Ngộ Quán. Còn thì đồ đạc trong ngoài dù lớn hay nhỏ đều tặng hết cho đại chúng. Chỉ còn mỗi một cái túi da xấu xí là chưa tặng ai cả. Lòng nghĩ nếu như trong quân đội vạn nhất mình may mắn bỏ sát, cũng là nguyện vọng của mình đã thành đạt. Vì sao vậy? Vì tôi đã sớm chuẩn bị. Nhớ kinh Địa Tạng có dạy, hết thảy công đức đã làm khi còn sống đều thọ được hết cả, nhưng chết đi làm hết thảy công đức thì bảy phần chỉ được hưởng một phần. Cho nên những điều mình có thể làm được trong khả năng của mình thì đều làm hết. Vì thế, một hai ngày trước khi nhập ngũ, tôi đem số tiền tín đồ cúng dường là 7.000 đồng chia thành 3 phần. Một phần là 5.000 đồng tặng cho công trình xây dựng Tịnh Giác Dục Ấu Viện, viện nuôi trẻ Tịnh Giác. Một phần là 600 đồng cúng dường cho huynh đệ đồng tu, còn tự mình chỉ mang 1.400 đồng đi nhập ngũ mà thôi. Sau đấy suốt 3 tháng tại trung tâm huấn luyện, chịu các khổ như mọi người, có tháng tiền chỉ còn 350 đồng, lại cần phải mua thức ăn chay. Lúc ấy mới hay tiền chẳng đủ dùng, tiền là trọng yếu. Sau 2 năm quân dịch, chẳng những không chết, thân thể còn càng thêm cường tráng khang kiện. Thế mới biết, công đức niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn, quả báo cũng chẳng thể nghĩ bàn. Hiện tại tôi đã giải ngũ hơn 5 năm rồi, phải làm lại hết thảy từ đầu, muốn mua kinh sách gì hoặc là thành lập đạo tràng, và những thứ cần dùng hàng ngày để hoàn toàn cậy vào sự nỗ lực của chính mình. Do đó đến nay, đã 30 tuổi đầu rồi mới bắt đầu xây dựng đạo tràng. Ngoài việc giảng kinh thuyết pháp, chẳng quên để dựng ấn mát bộ Ấn Quang Đại Sư ra ngôn lục. Đấy là nhân duyên thứ hai. Thứ ba chính là để kết duyên lành. Kinh dạy lúc chưa thành Phật nên giọng kết nhân duyên. Kinh còn dạy, Phật đạo kiến lập trên thân chúng sanh, nếu không có chúng sanh nào để độ thì chư Phật chẳng thể thành chánh giác. Bởi thế sau khi giải ngũ, tôi liền đối trước Phật phát nguyện, phàm là ai có lòng muốn học Phật Pháp thì nghĩa vụ của con là phải dạy dỗ họ cho đến khi họ học hiểu mới thôi. Tiếp đó duyên khởi in cuốn Gia Ngôn Lục là do cư sĩ Kim Bích Hoa và cư sĩ Ngô Cẩm Hoàng giới thiệu, nên tôi được quen biết cư sĩ Khiều Bính Lân và vợ là cư sĩ Khiều Ngô Sắc. Họ nói trước đây đã từng học hiểu cuốn Tứ Kinh Hợp Tính Bổn, hiện tại muốn học Tam Muội Thủy Sám, xin tôi phát tâm giảng dạy cho họ. Tôi liền đáp được. Lúc đó Ngô cư sĩ và tín đồ của họ đang có mặt đều phát tâm muốn học, muốn đến chùa tôi, xin tôi mỗi một tuần chọn một ngày nhất định đến chỗ họ giảng dạy. Tôi nói, trước mắt Phật Quang Viện chưa lạc thành, dự định ngày 19 tháng 6 năm nay, đúng ngày thành đạo của Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ làm lễ khai quang thánh tượng khéo sao, ngày ấy lại đúng vào chủ nhật. Hiện tại trong Phật Tổ Hội đang tích cực quyên góp, hội này do hai vị cư sĩ Kim Bích Hòa và Ngô Bảo Ngọc cùng phát khởi. Mỗi hội chọn ra tên hai người lần lượt chia phiên nhau xuất ra 500 đồng trong một tháng nào đó, định hạn là 20 tháng, cho đủ 1 vạn đồng.
Trong ấy có người thanh toán cho một lần, có người chia ra hai lần đóng góp, tùy sức mỗi người. Mục đích là đại chúng hóa, phổ biến hóa, để người hữu duyên có cơ hội tham dự công đức đúc kim thân Phật. Kiều cư sĩ nghe xong liền phát nguyện đúc tượng Tây Phương Tam Thánh. Ngoài ra thì tham gia một hội hoặc hai hội khác nhau. Kinh nói lục độ vạn hạnh bố thí làm đầu. Trong các nhiệm vụ cấp bách của việc phát tâm thì hỷ xả là bậc nhất. Chúa trời đau lợi xưa làm cư sĩ, trong thấy tượng Phật bị hư nát không chịu nổi, bèn phát tâm rủ dê bè bạn 32 người tạo kim thân Phật. Do nhân duyên ấy, sau khi mạng chung sanh làm Đế Thích Thiên Chúa, tục gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. 32 người kia mỗi người làm chúa một cõi trời, thống trị nhân dân trong nước mình, phước đức trí huệ vô lượng được người đời lễ bái. Bởi vậy, kính mong chư vị đại đức đều sách lòng hân hỷ hớn hở, phát lòng tùy hỷ, xuất tiền xuất lực, tam luân không tịch, vô trụ sanh tâm, công đức vô lượng. Hiện tại muốn ấn nát hơn 1.000 cuốn Gia Ngôn Lục, riêng Khưu Cư Sĩ đã phát tâm xin in 1.000 cuốn, đem công đức này hồi hướng pháp giới chúng sanh cùng sanh tịnh độ. Đấy là nhân duyên thứ ba. Ba điều duyên khởi vừa lực thuật trên đây đều nói đúng theo sự thực, chứ chẳng phải là lời theo dệt cốt để bày tỏ những điều ấp ủ trong lòng tôi, nhằm nói lên nguyện lực Phật Di Đà rộng sâu, công đức niệm Phật thủ thắng, đọc văn sao lợi ích vô tận. Chỉ nguyện bậc trưởng bối xem đến phát lòng từ bi chỉ dạy, người ngang hàng nghe đến sanh ý niệm tham khảo tùy hỷ, kẻ vãn bối biết đến sẽ sanh lòng hỗ trợ tăng trưởng pháp. Từ một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn, cha mẹ dạy bảo con cái, thầy dạy trò, quan trên dạy bảo cấp dưới. Từ gần lan ra xa, phổ độ hữu tình, chỉ mong mình lẫn người cùng dự trong biên trì hải hội, chúng u minh cùng nhập Di Đà nguyện hải, đều thành chánh giác cùng hóa độ chúng sanh. Còn chỉ mong mười phương tam bảo, hộ pháp, long thiên, cùng xét soi tấm lòng thành khẩn của con đỏ, cùng rủ lòng từ mẫn gia bị, phổ nguyện thập phương thiện tín, chư vị đại đức đều sanh tâm từ bi hỷ xả, cùng khởi ý niệm ủng hộ tam bảo. Chỉ mong những ai thấy nghe đều phát bồ đề tâm, hết một báo thân này cùng sanh về cực lạc. Nếu được như thế thì pháp môn may mắn lắm, chúng sanh may mắn lắm. Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 71, 1982, tháng Giêng âm lịch Tết Nguyên Tiêu, bản Kiều Thường Tàm Quý Tăng Thích Ngộ Tông kính soạn. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục phần 1. 1. Tịnh độ thủ thắng. Lớn lao thay, điều được pháp môn tịnh độ chỉ dạy là tâm này là Phật, tâm này là Phật, chỉ thẳng tâm người. Nếu vẫn cho là kém kỳ lạ, đặc biệt, thì mỗi niệm Phật chính là thành Phật ngay trong niệm ấy, độ khắp ba căn thống nhất thiện luật giáo, như mưa đúng thời, nhuần thấm vạn vật giống như biển cả dung nạp trong sông, thế thầy pháp thiên viên đốn tiệm, không pháp nào chẳng phát xuất từ pháp giới này, hết thảy hạnh đại tiểu quyền thiện, không hạnh nào chẳng quy về nơi pháp giới này. Chẳng đoạn hoặc nghiệp liền được dự vào hàng bồ xứ, viên mãn bồ đề ngay trong một đời này. Chúng sanh trong kiều giới liều môn này thì trên là chẳng thể viết thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới là chẳng thể lợi khắp quần manh. Bởi đó chọn Hoa Nghiêm hải chúng, cùng tuân theo mười đại nguyện vương, pháp hòa vừa xưng một tiếng liền chứng thật tướng các pháp. Tịnh độ là hạnh phương tiện tối thắng, nên trong luận khởi tín, ngài Mã Minh bảo là dễ hành mau đến. Ngài Long Thọ xiển dương pháp này trong luận Tỳ Bà Sa. Hậu thần của Đức Thích Ca là ngài Trí Giả, nói ra thập nghi luận chuyên trí Tây Phương. Sự Vĩnh Minh là Phật Di Đà thị hiện, soạn tứ liệu giản. Trung thần niệm Phật dẫn tam thừa ngũ tánh cùng chứng chân thường, đưa thượng thánh hạ phàm cùng lên bờ kia. Vì thế pháp môn này cả kiểu giới cùng hướng về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng triển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Thật có thể nói là pháp cực đàm của một đời giáo hóa của Đức Phật, là đại giáo nhất thừa vô thượng, chẳng trồng cội đức thì trải bao kiếp khó gặp được, đã được thấy nghe phải xin tu tập. Giáo lý hạnh quả là cương tông của Phật Pháp, nhớ Phật niệm Phật thực là đường tắt để đắc đạo. Thời xưa cứ tu một Pháp thì cả bốn giáo lý hạnh quả đều đủ. Còn đời này nếu bỏ tịnh độ thì hoàn toàn chẳng chứng được đạo quả. Ý là vì cách biệt thánh đã xa, các tánh con người hèn kém. Nếu chẳng cậy vào Phật lực, quyết khó được giải thoát.
Như đã nói, pháp môn tịnh độ nhiếp khắp căn cơ thượng trung hạ, cao trỗi hơn luật giáo thiền tông, thực là lòng từ bi triệt đẻ của chư Phật, chỉ bày thể tánh sẵn có của chúng sanh, dẫn tam thượng ngũ tánh đồng quy cõi tịnh, đưa thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thượng, kiểu giới chúng sanh lìa pháp này, thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này, thì dưới chẳng thể loại khắp quần manh. Thế nên vãng thánh điển hiền, thánh hiền đời trước ai nấy đều hướng về ngàn kinh vạn luận, đầu đầu cũng chỉ quỳ. Từ xã hội Hoa Nghiêm dẫn khỏi quy hướng, các đại Bồ Tát tận khắp mười phương thế giới không vị nào chẳng cầu sanh tịnh độ. Kể từ khi diễn thuyết tại kỳ viên đến nay, của hết thầy các chức thuật của Tây Thiên đồng độ đều quy kết liên bang. Cổ nhân nói, thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật pháp khó nghe, sanh tử khó xong. Chúng ta may mắn được thân người sanh ở Trung Quốc, được nghe Phật pháp. Điều bất hạnh là tự thệ nghiệp chướng sâu nặng, không sức đoạn hoặc để mau thoát khỏi tam giới, liễu sanh thoát tử. Nhưng lại may mắn được nghe Đức Như Lai, ta tâm bì triệt đẻ, nói rằng pháp môn tịnh độ là pháp đại quyền xảo phương tiện lạc độ, khiến hàng phàm phu lẻ tẻ sát đất được đới nghiệp vãng sanh, thật không còn gì may mắn hơn nữa. Nếu chẳng phải là từ vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn sâu dày, làm sao nghe được pháp chẳng thể nghĩ bàn này, chẳng nên gấp sanh lòng tin chân thành, phát nguyện cầu sanh ư? Trộm nghe tịnh độ chính là pháp tỏ bày rốt ráo bổn hoài của Phật, cao vượt hết thảy thiền giáo luật, thống nhất hết thảy thiền giáo luật. Nói gọn thì một lời, một câu, một cạnh, một sách đều có thể gồm chọn không bỏ sót. Nói rộng ra, dù huyền ngôn của Tam Tạng 12 bộ kinh, diệu nghĩa của chư tổ năm tông cũng chẳng thể diễn giảng trọn pháp môn tịnh độ này. Giả sử khắp cả đại địa chúng sanh đều thành chánh giác, hiện tướng lưỡi rộng dài, dùng sức thần thông, sức trí huệ vi trần, nói cõi nước nói hăm hở, nói không gián đoạn, vẫn còn chưa thể tận nổi. Bởi lẽ tịnh độ vốn là chẳng thể nghĩ bàn. Hãy thử nghĩ xem, Hoa Nghiêm Đại Kinh là vua trong Tam Tạng, trong phẩm cuối cùng quy trọng nơi nguyện vương, áo điển pháp hoa, mầu nhiệm đứng đầu các kinh, nghe kinh liền vãng sanh, địa vị ngang với đẳng giác. Vậy thì ngàn kinh môn luận đầu đầu đều chỉ quy tịnh độ là có nguyên do vậy. Văn thù phát nguyện phổ hiền khuyến khích. Trong hội đại tập, Đức Như Lai thọ ký rằng trong đời mạt pháp, không do pháp này chẳng thể đắc độ. Trong luận Tỳ Bà Sa, ngài Long Thọ phán định là pháp dễ hành, màu thoát sanh tử. Thế nên vãng thánh điển hiền, người người hướng đến nào phải phí công toi. Thật có thể nói là cả một đời giáo hóa đều chỉ là để đặt cơ sở cho pháp môn niệm Phật. Chẳng phải chỉ có thế, phàm hết thảy cảnh giới đối ứng sáu căn, tức là núi sông đại địa, sáng tối, sắc không, thấy nghe hay biết, thành hương vị, vân vân, không gì chẳng phải là văn tự để phổ diễn xiển dương tịnh độ đó sao? Lạnh nóng đáp đổi, giả bệnh chen nhau, lụt hạn chiến tranh, tật dịch bạn ma tà kiến, không gì chẳng phải là đè răn nhắc cảnh tình con người, màu cầu sanh tịnh độ đó ư? Nói rộng ra há có thể chọn hết được sao? Có như bảo một lời đã gộp hết cả, thì lời đó là tịnh, tịnh đến cùng cực thì sáng tỏ thông suốt. Nếu chưa đạt diệu giác, há sẽ đạt được nổi một lời này ư? Nghiên cứu bài tụng lục tức thành Phật thì sẽ biết. Một câu là tín nguyện hạnh, với tín nguyện hạnh thì không tín chẳng đủ để khởi nguyện, không nguyện thì chẳng đủ để dẫn dắt hạnh, không có diệu hạnh chỉ danh thì chẳng đủ để viên mãn điều mình nguyện, chứng điều mình tin. Hết thảy kinh luận tịnh độ đều phát minh ý chỉ này. Một kệ là kệ tán Phật, nêu chánh báo để gồm thâu y báo, thuật hóa chủ để bao gồm đủ chúng. Tuy chỉ gồm 8 câu nhưng đã nêu trọn đại cương của cả 3 kinh tịnh độ. Một cuốn sách là cuốn tịnh độ thập yếu, chữ chữ đều là bến cầu cho đời mạt pháp, lời lời đều là gương báu của Liên Tông, buốt lòng trào lệ, phanh tim về máu, xứng tánh phát huy chỉ bày cốt tủy. Dù dùng những thí dụ như cứu người chết đuối, cứu người bị lửa cháy, vẫn chẳng thể diễn tả lòng thấu tiết của chư tổ được. Bỏ qua sách này thì chánh tín không do đâu mà sanh được, tà kiến không do đâu mà diệt được. Nên biết rằng chúng ta từ vô thỉ đến nay đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Kinh Hoàng Nghiêm dạy
Giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa được nổi. Lẽ đâu tu chỉ lơ mơ hỏi hỏi lại tiêu nổi được nghiệp ư? Bởi vậy Thích Ca Di Đà giáo chủ hai cõi đau đó nghĩ đến chúng sanh không sức đoạn hoặc, riêng mở ra một pháp môn nương vào từ lực của Phật để đối nghiệp vãng sanh. Lòng hoàng tử đại bi ấy, dù trời đất cha mẹ cũng chẳng thể bằng được một phần hằng hà sa, chỉ nên phát lòng thẹn hộ, phát tâm sám hối mới tự có thể được Phật gia bị nghiệp tiêu, thân an thôi. Hòa thượng Thiện Đạo nói, nếu muốn học về giải, thì hết thảy các pháp từ địa vị phàm phu cho đến địa vị Phật không pháp nào chẳng nên học. Nếu muốn học về hạnh, nên chọn lấy một pháp khế lý, khế cơ, chuyên tình tận sức mới mau chứng được lợi ích chân thật. Nếu không thì từ kiếp này qua đến kiếp nọ vẫn khó xuất ly. Pháp khế lý, khế cơ ngài nói đó không gì hơn là tín nguyện trì danh, cầu sanh Tây Phương. Kinh A Di Đà, kinh vô lượng thọ, kinh quán vô lượng thọ gọi là tịnh độ tam kinh, truyền luận về sự lý duyên khỏi của tịnh độ. Các kinh đại thừa khác đều nói kèm về tịnh độ, nhưng kinh Hoa Nghiêm chính là khi Đức Phật mới thành chánh giác, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ mà xứng tánh giảng thẳng diệu pháp nhất thừa. Cuối kinh, Thiện Tài đi tham học khắp các thiện tri thức, sau khi chứng ngộ như chư Phật, Thiện Tài đồng tử được Phổ Hiền Bồ Tát giảng cho nghe 10 đại nguyện vương. Ngài dạy Thiện Tài vào khắp Hoa Nghiêm hải chúng, hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu được viên mãn Phật quả. Trong quán kinh, Phật nói về hạ phẩm hạ sanh, kẻ ngũ nghịch thập ác đủ các điều bất thiện, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện, có thiện tri thức dạy cho niệm Phật, kẻ ấy liền vâng lời dạy, xưng niệm Phật danh. Chưa đầy 10 tiếng, liền thấy hóa thân Phật đưa tay tiếp dẫn vãng sanh. Kinh Đại Tập dạy, đời mạt pháp ức ức người tu hành, hiếm có một người đắc đạo, chỉ có nương vào niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. Do đấy ta biết rằng, pháp niệm Phật là đạo, để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là pháp dù trí hay ngu đều hành được, hạ thủ dễ thành công cao, dùng sức ít nhưng được hiệu quả nhanh. Do chuyên cậy vào Phật lực nên lợi ích thủ thắng vượt trội những giáo pháp thông thường. Người xưa nói, căng buồn các học đạo như kiến bỏ lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như căng buồn thuận gió nước xuôi, thật rất khéo hình dung vậy. Đại giác Thế Tôn thường các chúng sanh mê trái tự tâm, luân hồi lục đạo trải bao kiếp dài lâu chưa thể thoát ra, do vậy ngài hương khỏi vô duyên tử, vận lòng bi đồng thể thị hiện sanh trong thế gian thành đẳng chánh giác, tùy thuận cơ nghi nói rộng các pháp, nói đại cương của có năm tông. Năm tông gì? Là luật, là giáo, là thiền, là mật, là tịnh. Luật là thân Phật, giáo là loại Phật, thiền là tâm Phật. Sở dĩ Phật được gọi là Phật chỉ là do ba pháp này mà thôi. Sở dĩ Đức Phật độ sanh cũng chỉ là do ba pháp này. Nếu chúng sanh thật sự có thể nương theo luật giáo thiền tu trì, thì ba nghiệp của chúng sanh sẽ chuyển thành ba nghiệp của chư Phật. Ba nghiệp đã chuyển, thì phiền não chính là bồ đề, sanh tử chính là niết bàn. Lại sợ túc nghiệp sâu nặng, chẳng thể dễ chuyển, nên dùng sức đà ra ni, tàm mật gia trì để un đúc. Hoặc lại sợ rằng căn khí kém cỏi chưa được giải thoát, phải thọ sanh lần nữa sẽ khó tránh khỏi mê lầm. Vì thế đặc biệt mở ra một môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ngõ hầu dù thánh hay phạm đều cùng vãng sanh Tây Phương ngay ở trong đời này. Bậc thánh thì mau chứng vô thượng bồ đề, kẻ phạm thì vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử trói buộc. Do dựa vào từ lực của Phật nên công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn, nên biết rằng luật là nền tảng của giáo thiền tịnh mật. Nếu chẳng nghiêm trì giới cấm sẽ chẳng thể đạt được lợi ích chân thật nơi giáo thiền tịnh mật. Như lầu cao vạn trượng, nếu nền móng chẳng vững thì chưa cất xong đã sụp. Tịnh là chỗ quy túc của giáo thiền tịnh mật, như trăm sông vạn dòng đều đổ vào biển cả. Bởi lẽ pháp môn tịnh độ là pháp môn để mười phương chư Phật trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh, thành thị thành chung. Vì thế trong phẩm Nhập Pháp Giới kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài được ngài Phổ Hiền gia bị khai thị chứng được đẳng giác. Đức Phổ Hiền lại khuyên Thiện Tài nên phát 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu mau viên mãn Phật quả. Ngài lại dùng pháp này phổ khuyến toàn bộ hoa tạng đại chúng nên tu tập như thế. Trong quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, Phật nói về hạ phẩm hạ sanh, hạng người ngũ nghịch thập ác, sắp đọa địa ngục A Tỳ, được thiện tri thức dạy cho niệm Phật, niệm 10 tiếng hoặc chỉ niệm mấy tiếng là mạng chung cũng vẫn được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương.
Xem đó, thì trên từ bậc đẳng giác Bồ Tát chẳng thể giác gọi pháp này, dưới đến kẻ tội ngũ nghịch thập ác cũng có thể chứng nhập pháp này. Công đức lợi ích của pháp môn đây vượt trội hơn các giáo pháp khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ, các giáo pháp khác toàn dạy dùng tự lực để thoát ly sanh tử, kẻ chưa đoạn hoặc nương vào tự lực của Phật liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Kẻ đã đoạn hoặc nếu nương theo tự lực của Phật sẽ chóng chứng được phẩm vị cao. Vì thế, đây là một pháp môn đặc biệt nhất trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Chẳng thể dùng những giáo pháp thông thường để bàn luận pháp này được. Do đó, các kinh đại thừa như kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, vân vân, các đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, các đại tổ sư như Long Thọ, Mã Minh đều hiển thị, diễn dương, khen ngợi, chỉ dạy, phổ biến vãng sanh. Đức Di Đà, Đức Thích Ca, trong những kiếp xưa phát đại thể nguyện độ thoát chúng sanh, vị này thì thể hiện sanh trong uế độ, dùng nhơ, dùng khổ, chết phục, hỏng đưa chúng sanh đi. Vị kia thì an cư tịnh độ, dùng tịnh, dùng vui nhiếp thọ để lôi cuốn, để lôi kéo uốn nắn. Ông chỉ thấy ngũ phụ cũng niệm Phật được, bèn coi thường tịnh độ. Sao chẳng thấy trong phẩm nhập pháp giới của kinh Hoa Nghiêm, sau khi thiện tài đã chứng ngộ ngang với chư Phật, thì Phổ Hiền Bồ Tát bèn chỉ dạy phát khởi 10 đại nguyện vương, hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hỏng viên mãn Phật quả. Huống hồ Bồ Tát còn đem pháp này khuyên khắp cả Hoa Tạng hải chúng nữa. Hoa Tạng hải chúng không một ai là phàm phu nhị thừa, toàn là pháp thân đại sĩ, thuộc 41 địa vị, cùng phá vô minh, cùng chứng pháp tánh, đều có thể do bổn nguyện hiện làm Phật trong thế giới không có Phật. Hơn nữa, trong biển Hoa Tạng, tịnh độ vô lượng, nhưng ai nấy đều hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đủ biết là vãng sanh cực lạc chính là huyền môn để thoát khổ, là đường tắt để thành Phật. Vì thế, từ xưa tới nay, trong tất cả tùng lâm thiền, giáo luật, không đâu chẳng sớm chiều chỉ danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương vậy. Hết thảy chúng sanh vốn sẵn có trí huệ đức tướng Như Lai, chỉ do mê trần theo vọng, quay đường với giác xuôi theo trần lao, nên toàn thể chuyển thành phiền não ác nghiệp. Vì thế phải trải bao kiếp dài lâu luân hồi sanh tử. Như Lai thường xót giảng già các pháp, khiến họ bỏ vọng quy chân, ngoảnh mặt với trần lao xuôi theo giác ngộ, khiến cho toàn thể phiền não ác nghiệp lại trở thành trí huệ đức tướng. Từ đây cho đến cùng tuột đại vị Lai, an trụ trong cõi thường tịch quang, khác nào nước đóng thành băng, băng lại tan thành nước, thể vốn chẳng khác, nhưng công dụng thực khác nhau một trời một vực. Nhưng căn cơ chúng sanh có tiểu có đại, mê có cạn có sâu, Phật tùy thuận cơ nghi của mỗi người, khiến ai nấy đều được lợi ích. Pháp môn Ngài nói ra mênh mông như hằng xa, nhưng cầu lấy pháp trí viên, trí đốn, tối diệu, tối huyền, hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít, được hiệu quả nhanh, độ khắp ba căn, thống nhiếp các pháp, thượng thánh hạ phàm cùng chung tu, đại cơ cùng tiểu căn cùng lãnh thọ được, thì không gì thủ thắng siêu tuyệt bằng pháp môn tịnh độ. Vì sao nói thế? Hết thảy pháp môn tùy đúng tiệm khác nhau, quyền thật đều khác, nhưng đều phải dụng công tu tập sâu xa, mới hỏng đoạn hoặc chứng chân xuất ly sanh tử, siêu phàm nhập thánh. Đó gọi là cậy vào tự lực, không nương dựa vào điều gì khác cả. Nếu như còn chút hoặc chưa tận thì vẫn bị luân hồi như cũ. Đấy đều là các pháp phải thấu đạt lý rất sâu, chẳng dễ tụ tập. Nếu chẳng phải hạng sẵn có linh căn từ trước, đời này thật khó lòng chứng nhập. Chỉ có mình pháp môn tịnh độ, chẳng luận là phú quý hay bẩn tiện, già trẻ gái trai, trí vu tăng tục sĩ nông công thương, hết thảy hạng người đều tu tập được, là do đại bi nguyện lực của Đức A Di Đà Phật nhiếp thủ chúng sanh khổ não cõi xa bà. Vì thế so với các pháp môn khác, tu tịnh độ đắc quả dễ dàng hơn. Một niệm tâm tánh của chúng sanh và một niệm tâm tánh của Phật chẳng hai, tuy còn mê chưa giác, khỏi hoặc tạo nghiệp gây đủ các tội, Phật tánh sẵn có vẫn không bị tổn thất. Ví như Mani Bảo Châu vứt nhà xí, sánh cùng phẫn uế, chọn chẳng khác gì, kẻ ngu chẳng biết là báu, coi hệt như phẫn uế. Người trí biết là diệu bảo vô giá, chẳng hiểm ô uế, vào trong nhà xí nhặt lên, dùng đủ mọi cách gột rửa cho sạch, sau đó treo lên tràng cao để phóng đại quang minh, tùy lòng người muốn gì đều tuôn khắp các thứ báu, bởi đó kẻ ngu mới biết là quý báu. Đại giác Thế Tôn thấy các chúng sanh cũng giống như vậy, do hôn mê đảo hoặc gây đủ ngũ nghịch thập ác, vĩnh viễn đoạn trong đường ác tam đồ.
và không hề có tâm niệm vứt bỏ, luôn tìm kiếm cơ duyên, hiển nhiên hoặc ngầm ra bị cho, vì họ thuyết pháp mà họ rũ sạch hoặc nghiệp huyễn vọng, ngộ Phật tánh chân thường mãi cho đến khi viên chứng vô thượng Bồ Đề mới thôi. Đối với kẻ tội tài đình, ác cùng cực cũng vẫn như vậy. Với kẻ tội nghiệp ít, dạy cho tu giới và thiện. Với người có sức thiền định sâu, không một ai là chẳng được Phật hóa độ như vậy. Phàm là trong tam giới, người nhiếp được tâm, chế ngự được các phiền họa, nhưng còn chấp thân, tình trùng vẫn còn. Một khi phước báo hết, sách xuống cõi dưới, gặp cảnh đụng duyên, lại khởi hoặc tạo nghiệp, do nghiệp cảm khổ đất hồi lục đạo không lúc nào xong. Vì thế kinh pháp Hoa bảo, vào cõi không an giống như nhà cháy, các khổ đầy rẫy thật đáng sợ hãi. Nếu chẳng phải là kẻ nghiệp tận tình không, đoạn hoặc chứng chân, thì chẳng có hy vọng thoát khỏi tam giới. Này chỉ có mỗi pháp môn tịnh độ, cốt sao lòng tin chân thành nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật liền có thể nước Phật từ lực vãng sanh Tây Phương, đã được vãng sanh liền nhập Phật cảnh giới, thọ dụng như Phật, phàm tình, thánh, kiến, thứ gì cũng chẳng sanh. Thật là ngàn phần ổn thỏa, vạn phần thích đáng, là pháp môn vạn phần chẳng thể bỏ sót vậy. Này đang lúc mà pháp, bỏ pháp môn này thì không còn có cách nào khác cả. Phật quang chính là trí huệ có sẵn ngay trong tâm của phàm thánh, chúng sanh và Phật trong 10 pháp giới. Tâm ấy thể lộ quang minh chiếu suốt, trạm tịch, thường hằng, bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, theo chiều dọc tột cùng ba đời, nhưng ba đời bởi đó mà mất hết. Theo chiều ngang, chọn khắp 10 phương, nhưng 10 phương bởi đó tiêu sạch. Nếu bảo là không, thì vạn đức cùng hiền bày trọn vẹn. Nếu bảo là có, thì một trần chẳng lập, chính là hết thầy pháp, nhưng lìa hết thầy tướng. Tại phàm chẳng giả, nơi thánh chẳng tăng, dù có ngũ nhãn cũng chẳng thấy được, có tứ biện tài cũng chẳng diễn tả được, nhưng pháp nào cũng phải nương vào sức nó, chỗ nào cũng gặp nó cả. Nhưng do chúng sanh chưa triệt ngộ, nên chẳng những không thọ dụng được, trái lại còn dùng sức, chẳng thể nghĩ bản ấy để khởi hoặc tạo nghiệp. Do nghiệp cảm khổ đến nỗi sanh tử luân hồi không lúc nào xong, dùng chân tâm thường trụ để lãnh huyễn báo sanh diệt. Ví như đang say thấy nhà cửa quay cuồng, nhà thật sự chẳng quay. Mê bảo là phương vị di chuyển, phương vị thật sự chẳng rời động, toàn là do vọng nghiệp hóa hiện, chọn không có pháp nào để được cả. Vì thế Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn thi hiện thành Phật đạo, lúc ngài chứng ngộ triệt để Phật quang bèn than: lạ thay, hay thảy chúng sanh đều có đủ Như Lai trí huệ đức tướng, chỉ do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa được vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí sẽ được hiện tiền. Kinh Lăng Nghiêm chép: diệu tánh viên minh lìa các danh tướng, vốn chẳng có thế giới chúng sanh, do vọng mà có sanh, do sanh nên có diệt, sanh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chân. Đấy gọi là Như Lai Vô Thượng Bồ Đề hay Đại Niết Bàn, hai danh hiệu sử dụng lẫn nhau. Ngài Bàn Sơn nói: một mảnh trăng tâm lưỡi liềm, nuốt mất ánh sáng muôn vật, tâm chẳng chiếu cảnh, cảnh cũng chẳng còn, tâm cảnh cũng mất, còn là vật gì? Ngài Quy Sơn nói: linh quang diên chiếu thoát khỏi căn trần, thể lộ chân thường chẳng phiền văn tự, tâm tánh chẳng nhiễm vốn tự phiên thành, chỉ lìa vọng niệm tức như như Phật. Do đấy, biết rằng mọi ngôn giáo của Phật Tổ không lời nào chẳng phải là nhằm chỉ bày tâm tánh sẵn có của chúng sanh, khiến họ bỏ mê quy ngộ, phản bổn hoàn nguyên, trở về nguồn gốc đó thôi. Nhưng chúng sanh căn cơ có sâu cạn, mê có dày mỏng, nếu chẳng nhọc nhằn, dùng mọi thứ ngôn giáo để khai thị chỉ dẫn, dùng các thứ pháp môn để đối trị, thì mỗi người nhờ đâu mới nhìn xuyên được mây mê che lấp tánh không, thấy được bằng tâm nguyện. Bởi thế, lúc Như Lai mới thành đạo, trước hết ngài diễn giảng Đại Hoa Nghiêm, luận thẳng vào đại pháp, vượt ngoài cửu giới, chẳng xen lẫn với pháp huyền tiểu, học những hàng đại cơ túc căn thành thục, đều chứng chân thường, vượt lên bến giác. Lại do độn các chúng sanh chưa được hưởng lợi ích, Phật liền khéo dẫn dụ dần dần tùy cơ diễn thuyết, hoặc dùng ngũ giới thập thiện để nhiếp phục hai thừa nhân thiên, khiến họ gieo nhân Phật đạo thù thắng, hoặc là dùng tứ đế thập nhị nhân duyên, lục độ vạn hạnh, nhiếp phục ba thừa thanh văn duyên giác Bồ Tát, khiến họ chứng được cận duyên của Phật đạo. Bắt đầu từ thời A Hàm cho đến thời Bát Nhã, không kinh nào là chẳng tuyên thuyết thuận theo căn tánh của chúng sanh, khiến họ lần lượt tiến dần trên đường về nhà,
Bổn hoạn của Phật vẫn giữ kín chưa nói, mãi đến thời Pháp Vang, Phật mới khai quyển hiển thật, khai tích hiển bổn, nhân thiên quyển tiểu đều là nhất thừa, khách làm thuê thật là con ông trưởng giả. Ba căn đều được thọ ký, diễn bày trọn vẹn bổn hoạn xuất thế, cùng hội hoa nghiêm ban sơ, đầu cuối chiếu dọn lẫn nhau, có thể nói là một đại sự nhân duyên, đem giáo phó trọn vẹn, không còn giấu giếm chút gì. Lại vì chúng sanh đời mạt, căn cơ hèn kém, thật chẳng ai có thể đoạn hoặc chứng chân, vì thế Phật đặc biệt mở ra một môn tịnh độ, hồng thượng trung hạ căn, dù phàm hay thánh cũng cùng lìa khỏi sa bà, sanh về cực lạc ngay trong đời này, chứng dần dần vô lượng quang thọ. Lòng thâm từ đại bi ấy thật là trí cực, không còn gì hơn được nữa. Phật pháp rộng sâu như biển cả, kẻ phàm phu sát đất nào lại có thể một hơi hút sạch tận nguồn cạn đáy được. Tuy nhiên nếu có thể sanh tâm chánh tín, sẽ tự có thể tùy theo sức mình được hưởng lợi ích, ví như tu la hương tượng và các loài mũi mỏng uống nước biển cả, loài nào loài nấy uống no mới thôi. Đức Như Lai xuất thế tùy thuận chúng sanh thuyết pháp, khiến mỗi loài được lợi ích cũng giống như thế. Chúng sanh đời mạt, nghiệp chướng sâu dày, thiện căn cạn mỏng, tâm trí hẹp kém, thọ mạng ngắn ngủi, đã thế tri thức ít ỏi, ma tà ngoại đạo tung hoành, tu các pháp môn khác muốn ngay trong hiện đời đoạn hoặc chứng chân, liễu thoát sanh tử, thật là một việc hy hữu cực khó. Chỉ mỗi mình pháp tịnh độ truyền cậy vào Phật lực, thế nên chẳng cần biết đến đoạn chứng, chỉ trọng tín nguyện. Nếu có đủ tín nguyện, dẫu là hạng tội ác cực đại sắp đọa ác tỷ địa ngục, vẫn có thể nương vào sức thập niệm mau chóng được Phật từ tiếp dẫn vãng sanh. Ôi, Như Lai đại từ phổ độ chẳng bỏ sót một ai, chỉ mình pháp này thật là tóm thâu trọn khắp. Pháp môn niệm Phật nguyên lai ra sao? Do một niệm tâm tánh của chúng ta giống như hư không thường hằng bất biến, tùy thường chẳng biến, nhưng lại niệm niệm tùy duyên. Nếu chẳng duyên theo Phật giới, sẽ duyên theo cửu giới. Chẳng duyên theo tam thừa, sẽ duyên theo lục đạo. Chẳng duyên theo nhân thiên, ắt sẽ duyên theo tam đồ. Do duyên theo nhiễm tịnh sai khác, thành ra quả báo sướng khổ khác xa. Dù bản thể chọn chẳng biến đổi, nhưng tướng và dụng dĩ nhiên khác biệt một trời một vực. Ví như hư không, mặt trời chiếu thì sáng, mây đùn thì tối. Tùy bản thể của hư không, chẳng vì mặt trời hay mây mà tăng giảm, nhưng tướng chẳng hiện rõ, hay ngàn tre cố nhiên chẳng thể nói là cá mè một lứa. Do nghĩa này, Như Lai dạy mọi chúng sanh duyên niệm nơi Phật. Vì thế mới nói, nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì hiện tiện, thì hiện tại tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Lại nói, chư Phật Như Lai là pháp giới thân vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Vì thế, lúc tâm các người tưởng Phật, thì tâm ấy chính là 32 tướng 80 vẻ đẹp phụ. Tâm này là Phật, tâm này là Phật. Biển tránh biến chi của chư Phật từ tâm tưởng sanh. Hễ duyên theo Phật giới, thì tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu duyên theo các giới chúng sanh, thì tâm này làm chúng sanh, tâm này là chúng sanh. Đã hiểu vậy rồi, mà vẫn chẳng niệm Phật, thật là chuyện chưa từng có. Một pháp niệm Phật lấy vạn đức hồng danh của Như Lai làm duyên, mà vạn đức hồng danh ấy chính là vô thượng giác đạo do Đức Như Lai đã chứng khi Ngài đắc quả. Do lấy quả địa giác, sự giác ngộ khi đã chứng quả làm nhân địa tâm, cái tâm dùng để tu nhân, cho nên nhân trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân, như người nhiễm hương, thân có mùi thơm, như tỏ vỏ nuôi nhẹ, lâu ngày hóa tỏ vỏ con. Thành Phật ngay trong đời này, chuyển phạm thành thánh, công năng lực dụng của pháp này vượt xa hết thảy các pháp môn khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ các pháp môn khác đều cậy vào thượng thực, phải đoạn hoặc chứng chân mới hỏng liễu sanh thoát tử.